đã đăng ký kênh câu lạc bộ nghệ thuật Mặt Trời Đỏ, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết bài khiêu vũ cha cha cha, khiêu vũ tập thể Nỗi Buồn Châu Pha. Đây là một ca khúc rất là hay do ca sĩ Dương Minh Tuấn hát. Đây là một cái bài khiêu vũ tập thể rất là hay, phù hợp với nhiều độ tuổi như sau: có thể là trẻ, cao tuổi hoặc là trung tuổi thì đều có thể biểu diễn động tác này, tùy theo độ tuổi để chúng ta có thể chỉnh động tác cho phù hợp với độ tuổi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng động tác cho bài này. Chúng ta có những phần như sau: phần thứ nhất là phần nhạc dạo, phần thứ hai là phần lời thì mình sẽ chia ra làm 3 đoạn ngắn để chúng ta tiện học tập. Chúng ta sẽ đi vào đoạn đầu tiên, đó là đoạn nhạc dạo. Thì mình sẽ biểu diễn mẫu cho các bạn đoạn nhạc dạo. Thứ nhất là các bạn sẽ xếp đội hình 6 người hoặc là 10 người tùy theo cái đội hình của mình. Còn khi tập thì các bạn xếp trên sân khấu hoặc là trên sân tập. Đấy, các bạn đi từ dưới lên 1, 2, 3, 4. Nghiêng người sang bên trái một tay, nghiêng người sang bên phải hai tay, sau đó đưa tay của mình xuống đánh hông đều đặn đưa lên hai lần. Tiếp theo chúng ta sẽ mở tay bên phải 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, đánh hông nhịp nhàng, tư thế chuẩn bị và đẩy chân sang, đẩy mạnh hông lên, và chúng ta sẽ bước vào phần lời. Như vậy là mình vừa giới thiệu mẫu cái đoạn nhạc dạo. Sau đây mời các bạn cùng đứng lên để học tập đoạn nhạc dạo này nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi từ ở phía dưới lên, chân phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, đưa kéo tay xuống 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ có 2 lần, sau đó thì mở tay 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đấy, như vậy sau đó chúng ta sẽ đánh cái hông như thế này để vào câu nhạc chờ. Sau đó thì nhạc mạnh nổi lên, chúng ta có 2 câu: 1, 2, 3, 4, đẩy tay lên 5, 6, 7, 8. Như vậy là chúng ta đã tập xong cái đoạn nhạc dạo. Thì cái đoạn nhạc dạo này cũng không khó, chỉ có làm sao đưa tay và cái thần thái thật là đẹp, đánh cái hông thật là uyển chuyển. Thì mình đã dựng cái động tác này theo cái bản nhạc gốc. Còn cái đoạn clip mà các bạn xem ở trên YouTube đã là nhạc cắt rồi, nhưng mình sẽ dựng động tác cho các đoạn nhạc gốc để khi các bạn tải nhạc ở trên Zing MP3 về, các bạn sẽ tập rất là khớp với động tác luôn. Rồi chúng ta sẽ tập lại lần nữa nhé. Đoạn nhạc dạo này, mỗi một chùm động tác chúng ta tập 2 lần này. 1, 2, 3, 4. Một tay, hai tay, đánh hông hai nhịp. 1, 2, mở tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đánh hông, vào câu nhạc mạnh, đẩy hông, 1, 2, 3, 4, kiễng chân, 5, 6, 7, 8, kết thúc chùm nhạc dạo. Sau đây mời các bạn đến với chùm đầu tiên vào phần lời. Và phần lời thì chúng ta sẽ tiến chân trái của mình lên, được chưa? Tiến chân trái của mình lên 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Sau đó chân phải 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Tiếp theo chúng ta sẽ mở tay ra và đưa tay ở vị trí như thế này: 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8 đổi bên. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Rồi bây giờ mời các bạn cùng học đoạn này nhé. Đoạn này thì không khó các bạn ạ. Chỉ tiến hai chân lên, tiến bắt đầu chân trái trước. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8 đổi chân. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Tiếp theo
chúng ta bước chân trái lên, đồng thời đưa hai tay. 1 và 2, mắt nhìn theo tay. 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8 đổi bên. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Sau đó chúng ta đánh không, lắc không nhịp nhàng. Như vậy chúng ta đã hết câu đầu tiên trong cái phần lời của bài hát. Sau đây chúng ta bước sang cái phần thứ hai trong phần lời nhé, nhạc dạo rồi, sau đó phần 1, rồi bây giờ sang phần 2 của cái phần lời ấy. Thì chúng ta có cái đoạn bước, đó là bước cha 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 mở lùi, chị nhỉ? Cha 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 mở lùi, cha 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 mở lùi. Đấy, chúng ta sẽ có cái câu này. Thì trước khi vào câu này chúng ta sẽ có một cái nhịp nhạc. Đấy, nhịp nhạc để nối. Sau đó các bạn đưa chân cha 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 đưa sang bên trái này. Cha 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 lùi. Thì lúc này kỹ thuật ở đây là sao? Là cái chân đằng trước chúng ta phải thẳng ra, tay chống vào hông, người nghiêng. Đấy, mắt nhìn ra phía đằng trước, không nhìn ra ngang như thế này, mà chúng ta phải nhìn ra trước như thế này, tay chúng ta thẳng ra. Đấy, không phải cong như thế này. Nhiều bạn là mải khi mà mình tập ý, là mình khi mà mình hất tay là mình chưa hết biên độ, thì cái tay nó bị gãy như thế này, thì nó sẽ không đẹp, không thần thái. Các bạn duỗi thẳng tay của mình ra, được chưa? Nghiêng người như thế này. Rồi chúng ta tập lại nhá. Cha 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 lùi, cha 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 lùi. Nhớ là tay thẳng ra, mặt nhìn lên phía trước. Đấy, chúng ta bắt đầu sang bên trái. Rồi chúng ta sẽ thực hiện cái động tác này 8 lần nhé. 2, 3. Cha 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 lùi xuống, cha 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 lùi, thấy không? Cha 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 lùi, cha cha cha. Nhớ là lùi chân thẳng tay. Đấy, ngửa mặt lên phía trước, chân thẳng ra. Đấy, sau đó thì chúng ta đến với một cái chùm cha cha cha. Tiến lên và mở tay rất là hay, rất là đẹp. Nhưng tuy nhiên thì cũng rất là khó hình dung. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn thật là chậm và mẫu. Sau đó thì động tác để cho các bạn cùng quan sát. Thứ nhất là chúng ta sẽ đưa chân trái của mình lên, bước chân trái lên, đồng thời là tay phải, chân trái tay phải. 1, 2, 3, 4. Đấy, 5 thì lùi chân phải xuống. 5, 6, 7, 8. Nhớ là chân trái đi trước. Rồi chúng ta sẽ cùng thực hiện câu này 2 lần nhé. 2, 3, chân trái tay phải. 1, 2, 3, 4. Lùi chân phải, mở tay phải. 5, 6, 7, 8. Tiến lên lại lần nữa. 2, 3, 4. Lùi. 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ có cái động tác khi mà đi thì chúng ta nhún nhịp nhàng. 1, ngửa người lên. 2, 3, 4, lùi này. Mở. 5, 6, 7, 8, tiến chân trái. 2, 2, 3, 4, lùi chân phải. 5, 6, 7, 8, được chưa? Làm lại câu này lần nữa nhé. 2, 3, 1, 2, 3, 4, lùi phải. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, lùi phải. 5, 6, 7, 8. Như vậy là chúng ta đã có cái chùm thứ hai. Bây giờ chúng ta nối liên hoàn cái chùm thứ hai vào. Cái chùm thứ hai nó gồm có cha 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 mở lùi và tiến lùi, cái động tác vừa rồi nhé. Cha 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 mở lùi là cha 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 lùi, cha 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 lùi chân xuống này. Cha 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 lùi, cha 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 lùi xuống, tay thẳng ra. Cha 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 lùi, cha 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 lùi. Sau đó chúng ta tiến chân trái của mình lên. 1, 2, 3, 4, lùi xuống. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, lùi. 5, 6, 7, 8. Như vậy là chúng ta đã có câu thứ hai. Bây giờ chúng ta học tiếp nhé. Câu này thì không khó, chúng ta sẽ trùng chân xuống, đẩy cái hông như này, được chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó thì các bạn sẽ tiến chân thải lên cho thuận nhé. Tiến chân thải lên cho thuận này. Một bước tiến lên, thu về giữa,
lùi, sau đó tiến lên, đấy, thu về giữa, lùi, sau đó các bạn mở tay của mình ra và chân phải bước lên, 1, 2, 3, 4, lúc này chúng ta tiến chân phải lên và hai tay, 1, mắt nhìn theo tay, 2, 3, 4, đấy cái động tác rất là đẹp, rất là có một cái chất rất là gọi là rất là thiếu nữ của cái nàng châu pha, rất là hồn nhiên, rất là đáng yêu của nàng châu pha đúng không nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng học nhá. 2 bài 1 2 tiến lên 3 4 rồi một tay 1 2 3 4 hai tay 1 mỗi động tác này là 4 nhịp 2 3 4 thì cái động tác này không khó, mỗi một động tác như vậy là chúng ta sẽ có 4 lần chứ 4 lần tiến lên tiến xuống kết hợp một tay cũng như là hai tay là 4 lần. Sau đây chúng ta sẽ lặp lại cái chùm động tác cha 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 lùi và chúng ta sẽ đi lên như thế này nhưng sẽ ở hai hướng khác nhau, hướng chéo, hướng chéo. Rồi sau cái câu đó thì chúng ta sẽ lại có một cái câu nhạc dạo giữa này. Sau đó thì chúng ta cha 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 mở lùi, cha 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 1, cha 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 2 tay thẳng ra, cha 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 3, cha 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 4 tay thẳng, cha 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 5, cha 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 6 đánh không này, cha 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 7, cha 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 8. Lúc này chúng ta không đi thẳng lên như thế này nữa mà chúng ta sẽ đi về hướng chéo. Chéo này là hướng ở bên trái của chúng ta. Đấy, bên trái này, hướng chéo bên trái. Chân trái bước lên 1, 2, 3, 4. Lùi chân phải 5, 6, 7, 8. Chúng ta đổi bên sang bên phải nhưng mà hướng chéo. Bắt đầu lại từ chân trái 1, 2, 3, 4. Lùi 5, 6, 7, 8. Đấy, và chúng ta sẽ đánh hông. Đấy, đánh hông và đẩy tay lên như thế này. Như thế là chúng ta đã hết cái chùm động tác cơ bản nhất ở trong bài này rồi. Chúng ta chỉ có những cái động tác như thế thôi. Còn sau đây mình sẽ tập thật là chậm, chi tiết thật là chậm để cho các bạn cùng tập theo nhé. Nào hãy đứng lên để tập cùng mình để mình đi chỉnh nhạc nhé.
quay ngược trở lên. Và nhớ là mình đang quay camera ngược chiều với các bạn, nên các bạn có thể nhìn để tập trực tiếp luôn, cũng cùng chiều với các bạn luôn.
chi tiết cho bài khiêu vũ cha cha cha, khiêu vũ tập thể nỗi buồn châu pha, một ca khúc rất là hay do ca sĩ Dương Minh Tuấn thể hiện. Và đừng quên hãy bấm like, chia sẻ kênh cho mọi người được biết đến bài này, và chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện thật là kỹ, thật là chính xác động tác và thật là đồng đều với nhau để hôm nào sẽ quay một cái video clip gửi cho kênh câu lạc bộ của mình nhé. Thì chúc các bạn tập luyện vui vẻ, tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Xin thân ái và chào tạm biệt các bạn.